ép cái ép đơn giản ha, ép rồi cái những cái lệnh ha, rồi L, L là ngược lại của trên là lệnh, à lệnh ai ví dụ vậy. Rồi nhưng mà cuộc đời đâu phải là nó chỉ có hai hướng rẽ đâu, nó rẽ ta lả hướng. Ủa, ví dụ như mình nói là nếu nếu mà tôi có 5.000 thì tôi ăn có xôi, ngược lại nếu tôi có 10.000 đúng không, à tôi ăn chỉ bánh nước, ngược lại tôi có 40 tôi ăn tô tiêu, có 60 tôi ăn tô phở, ngược lại, ngược lại tất cả trường hợp trên không có tiền nên đói vậy thôi. Ok không, tức là nó có nhiều cái điều kiện xảy ra, à chứ không phải là có một cái, nhiều cái. Rồi nhìn đây, nhiều cái mình viết dài nha, if rồi điều kiện, rồi L là ngược lại, thì bên chỗ này mình L, mình lại L if nữa. Điều kiện 2, đó, đây nè, đây là điều kiện 1, à, cái này, L if, điều kiện 2 là lệnh 2, rồi buồn quá là L if. Điều kiện 3, rồi lại có lệnh 3, rồi L if, đó, L if tối ngày vậy đó. Đó, hiểu chưa? Mỗi lần mình eo là ngược cái trên, ngược cái trên rồi mình lại ép nữa, đưa điều kiện. Cái eo này nè quý vị, là nó ngược điều kiện 1 rồi đó nha, nó ngược điều kiện 2 luôn nha. Bây giờ lại thêm cái điều kiện nữa, ok không? Cái thằng dưới này nó eo là nó ngược gì? Nó khác 1, nó không phải điều kiện 1 mà nó không phải điều kiện 2, mà nó cũng không phải điều kiện 3 luôn, mà lại đẻ thêm cái đó, cái điều kiện 4, nó ngược lại mấy thằng trên. Rồi thì cái cuối cùng, cuối cùng có thể là có eo hoặc là không, tùy. Eo là ngược lại của cái đám, nguyên cái đám hết trơn, hiểu chưa, là điều kiện. Rồi ok chịu không? Rồi ví dụ if a nhỏ hơn không, a nhỏ hơn không, ngược lại nếu nữa, tại vì nhỏ hơn không nó có hai trường hợp là nhỏ hơn không, lớn hơn không, bằng không, thì nhỏ hơn không rồi, giờ còn lớn không, bằng không nữa. Ngược lại nếu a bằng bằng không, à, rồi ngược lại, thật sự chỗ này ngược lại đủ rồi đó, tại vì ba trường hợp lớn không, nhỏ không, bằng không, à rồi được chưa, kỹ lưỡng thì bây giờ rồi hỏi nhiều lên hả, nè cái yếm nè, rồi cái này eo, eo tức là nó đang ngược lại của cái nhỏ rồi, mình lại íp tiếp cái bằng, cái cuối này nó sẽ tự hiểu là ngược tất cả cái đáp trên, tức là mỗi lần mình eo là nó ngược cái đáp trên, eo là nó ngược hết cái đáp trên, rồi lại có cái điều kiện gì đó, cái eo cuối cùng này là nó ngược hai thằng trên này luôn, nhưng mà tại vì nó không còn điều kiện gì nữa, chứ muốn điều kiện nữa cũng được không sao hết, đó, như vậy cũng được. Tại vì mình biết hết rồi, nó có 3 trường hợp bao nhiêu. À, năm ra chỗ này mình bỏ eo đi. Ok chịu không? Sao nó lớn lên? Đúng rồi, nó 3 lần luôn đó. Rồi bây giờ nè, tôi viết cho quý vị coi nè, quý vị coi nè, bây giờ bỏ lại này nha, tôi viết một cái bài khác nè, ví dụ như là điểm của mình đi, nhỏ hơn 5, kể như là yếu hả, mà ít mà lớn hơn 5, ít mà lớn hơn, điểm mà lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7 hả, thì là cái gì, trung bình,
Rồi. Rồi gì nữa? Điểm lớn hơn hoặc bằng 7. Cái chỗ này có bằng nữa. Lớn bằng 7 và điểm nhỏ hơn 9 thì là gì? Khá. Lớn hơn nhiều bằng bằng 9 thì là giỏi. Chịu không? Ok ok không? Nhiều không? Nhiều không? Rồi viết nha, viết thử nè. Nếu giả bộ nha, là điểm đi. Chịu vậy đi. Nếu điểm nhỏ hơn 5 yếu, phải không? Ngược lại nè, chỗ này nè, bây giờ trường hợp thứ hai nè, lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7 nè, thì quý vị muốn thì quý vị có thể viết một cái if riêng. Nếu điểm lớn hơn bằng 5 và điểm nhỏ hơn 7 là gì? Trung bình, đúng không? Nhưng mà quý vị có để ý không, là cái hai cái ép này là độc lập với nhau, độc lập với nhau luôn, hai cái không dính dáng với nhau hết. Nhưng mà nếu mà chỗ này mà tôi để cái chữ L, tôi để cái L cái này vô thì chuyện gì xảy ra? Nó L tức là nó đã ngược của cái lớn nhỏ 5 rồi. Vậy bây giờ lớn 5 rồi, chắc chắn nó L chỗ này là nó lớn 5 rồi, thì chỗ này tôi dục luôn, đúng không? Phải không? Đâu cần này nữa. Hợp lý không? Nó ngược của cái trơn rồi. Nó ngược của cái trơn tức là nó đã lớn 5 rồi, hiểu không? Ê, hiểu này không? Rồi. Vậy tôi có tiếp nữa là cái gì? Ủa? L. L là ngược lại. À giờ lớn hơn bằng 9 là giỏi. À, lớn hơn bằng 9 là lớn hơn bằng 9 là giỏi. Không, bằng 9 là giỏi đi. Còn à, lớn hơn 9. Thôi bây giờ mình viết là sao? Ờ chưa có làm đó. Nhỏ hơn, lớn hơn 9 là giỏi. Lớn hơn 9 và hoặc là lớn hơn 9 và nhỏ 10 là giỏi. Còn D lớn hơn 10 tức là lớn hơn 10 làm gì có điểm? À, tầm 7. Ok, ok chịu không? Có điểm tầm 7, điểm 11, 12 tầm 7. Ok chịu chưa? Đúng ra dưới này là chặn thêm cái cạnh nữa là nhỏ hơn 0 cũng là tầm 7, điểm không có âm, ví dụ vậy. Rồi chỗ này L nè, L là ngược ở trên đó. Nếu mà nó ngược ở trên rồi là nó đã là gì? Nó đã ngược cái này tức là nó đã lớn hơn 5. Rồi nó ngược cái này luôn, lớn hơn 7 luôn. Lớn 7 không? À, giờ chỉ còn cái chuyện là sao? 9 thôi. D, điểm nhỏ hơn 9. Rồi. Khá. Phải không? Ngược lại. Ngược lại. Nếu điểm lớn hơn 9, nó là lớn hơn 9 rồi, nó lớn hơn bằng 9 rồi. Điểm nhỏ hơn 10. Đúng không? Nó lớn bằng 9 rồi, ta dính ngược trên rồi. À, gì? Giỏi. Rồi. Ngược lại. Ngược lại thôi khỏi rồi, cuối cùng rồi. À, tầm 7. Điểm sai. Sai đi. Để chữ tầm 7 nghe nó kỳ quá. Rồi điểm mình là nhiêu? Điểm mình đang là 2 nè, chạy coi. 3. Yếu. Chịu chưa? Rồi thử điểm mình 12 coi. 7 này. Điểm sai. Đúng không? Điểm 12 nó bay ra đến eo nè, sai. Vậy bây giờ nếu mà điểm trừ 12 coi. Thì là yếu mới chết chứ. Tại vì mình chưa bắt cái trường hợp trên cùng nè, nhớ không? Không, muốn nữa, muốn kỹ nữa thì sao? Nếu điểm nhỏ hơn 0, bác là
tầm 7 đếp, điểm sai đi. Ủa, còn không thì gộp chung yếm đầu là sao? Ủa, nếu điểm nhỏ hơn 5 và điểm lớn hơn 1 bằng 0. Đó, như vậy cũng được. Rồi, hiểu cái yếm này không? Ok, ok không? Ok. Rồi. Máy là trời nhiều quá, không biết máy.